đâu ở đâu đi giá đâu mình. Người ta hạnh phúc tay trong tay, mà sao mắt môi em lại cay, mà sao tim em lại buồn thế này. Bao nhiêu lo đây vui buồn ai hay, bao nhiêu tâm tư chẳng thể nào dài vậy, bao nhiêu cố gắng mà vẫn thoát khỏi khỏi cướp em đây. Nhiều khi em ngắm em trong gương, khuôn mặt cũng có nét dễ thương, tính cách đâu đến nỗi gì thường. Em lên hỏi tận chuyên vương, chứng chứ ra có vẻ về hỏi xa phương, cuối cùng vẫn là forever alone. Ông trời ơi vì sao thế, chẳng lẽ người như em lại ế, gồm côi còn chưa có mà gió đông nay đã về, ngắm thấy ô sao ê chề, bạn bè người yêu về về, mà tôi sớm tôi vẫn cứ đi về một mình đơn côi. Hay vì không đủ tinh tế, yêu không thể không chê, ôi không nếu như thế thì đến bao đêm gió về, chắc tôi vẫn mãi e chê, ngồi hát bài ca ưa thề. Where you baby, where you baby, where you baby. Nói là tôi vừa đến ế hả? Tôi có bao giờ vừa đâu. Rồi chúc cho các bạn sẽ có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nha, một đầu tuần thật là may mắn luôn nè. Chúc cho các bạn sẽ xem show của mình thật là vui nha. Người ta hạnh phúc tay trong tay, mà sao mắt môi em lại cay, mà sao tim em lại buồn thế này. Bao nhiêu lâu nay vui buồn ai hay, bao nhiêu tâm tư chẳng thể nào dài vậy, bao nhiêu cố gắng mà chẳng thể nào thoát khỏi kiếp em. Nhiều khi em ngắm em trong gương, khuôn mặt có nên sẽ thương, tình cách đâu đến nỗi gì thường. Nhìn cũng sẽ thương mà. Âm mực em lên hỏi tận trung ương, chính chúa sao em quay về hỏi xa vừa, cuối cùng vẫn là forever alone. Ông trời ơi vì sao thế, chẳng lẽ người như em lại ế, tối hôm còn chưa có mà gió đông nay đã về, ngắm thấy ô sao ê chề, bạn bè người yêu về về, mà em sớm tôi vẫn cứ không chê. Ôi không nếu như thế thì đến bao đêm gió về, chắc tôi vẫn mãi nghe chê, ngồi hát bài ca ưu thế. Where you baby, where you baby, where you baby. Ơi vì sao thế, chẳng lẽ người như em lại ế, gấu ơi còn chưa có mà gió đông nay đã về, ngắm thấy ô sao ê chê, bạn bè sớm tôi vẫn cứ đi về một mình đơn côi. Hay vì không đủ tinh tế, tình yêu không hề không chê. Ôi không nếu như thế thì thêm bao đêm gió về, chắc tôi vẫn mãi ê chê, ngồi hát bài ca ưa thề. Where you baby, where you baby, where you baby. Bài này là bài Gấu ở đâu khi gió đông về nha. Mong cho các bạn nào sẽ chưa có người yêu thì mau chóng mà có gấu để đông tới rồi mất công nữa, mất công đông tới rồi không có ai ôm lại buồn nữa, khổ quá mà. Tôi mong người ta có gấu nhưng mà giờ đây tôi còn chưa có nữa, khổ quá mà. Tôi chúc người ta có gấu vậy đó nhưng mà thật ra tôi chưa có ai cả. Mình làm gì có ai. Mỹ tập bài này hả? Chắc là 3-4 lần gì đó đó. Thế để tôi qua ôm cho ấm nha. Nó chưa hả? Mỹ đẹp chứ Mỹ không có dễ dãi nha. Nó phải muốn ôm Mỹ là dễ đâu. Con người Mỹ nó phải muốn ôm là dễ đâu. Phải muốn ôm Mỹ là dễ đâu mấy đứa. Mỹ có đực rồi hả? Trời ơi tôi sợ đực quá. Đực ơi là đực. Trời ơi. Quá tỉnh luôn hả? Đúng rồi, Mỹ rất tỉnh và đẹp trai mà. Bây giờ Mỹ tỉnh lắm.
Mì ơi, sao con hôm nay không mặc áo xách nách nữa hả? Nay chưa, ngày chưa cãi lòng ách nên không có mặc áo xách nách được. Tôi biết là bà nói tôi nách nhăn mà, nên chưa cãi, cãi bà đi. Mị mơ hả Mị? Ừ đúng rồi, nhìn tên tôi là biết tôi mơ rồi chứ tôi đâu được tỉnh đâu. Tôi đâu có được tỉnh. Tôi đâu được tỉnh đâu. Bà Mika, Mika mặc một người. Bà Mika hả? Mika ơi! Sao Mika kỳ quá vậy Mika? Sao Mika không trả lời Mị? Mị không có lầy lội nha. Rồi, uống thuốc chưa rồi? Nay Mị chưa có uống thuốc. Nay đói bụng quá chưa uống thuốc được. Rồi, nay Mị đói bụng quá nên Mị hát nhạc buồn đó nha. Ai mà có mấy giờ nhạc buồn nào mà muốn hát thì... thì tới trái lên cho Mị nha, em chờ anh ca nha. Này, cái tội vô mà mới vô mình để lên mặt méo làm sao vậy? Nhìn tôi thấy đẹp không mà sao lại mặt méo vậy? Giờ mà chỉ mở ca giáp cho ổng mà không chửi mình nữa. Đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn, xin làm ơn hãy nói một lời cho em biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ anh cũng hiểu vậy mà, tại sao bao mặc em lẻ loi một mình. Xoay người chờ từng giấc em mới thấy yên lòng, bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc do một ai luôn mang lại. Cảm ơn đi ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn anh hạnh phúc là lý do khiến em muốn tồn tại trong cuộc đời này, dẫu bao điều ngang trái. Đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày, dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi. Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi, em phải vui bên người thì chỉ đôi môi em mới có thể mỉm cười. Không có ai thích cả, không có ai ngại. Xoay người chưa thương dáng em mới thấy yên lòng, bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, tại sao do một ai luôn mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn anh hạnh phúc là lý trong cuộc đời này, dẫu bao điều ngang trái. Đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày, dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi. Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi, em phải vui bên người thì trên đôi môi em mới có thể mỉm cười. Bạn với chị đây hả? Bài đó là bài gì ta? Mình không biết bài đó nữa.
làm tốt nha. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến em muốn tồn tại trong cuộc đời này, dẫu bao điều gian trái. Đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày, dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi. Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi, em phải vui bên người, chỉ trên đôi môi em mới có thể mỉm cười, chỉ trên đôi môi em mới có thể bài gấu ở đâu khi gió đông về thì em mới hát rồi nha. Ơi mị nghe nè. Mị chào nha, bye bye nha. Cảm ơn bạn hôm nay đã đến vô số mị chơi nha. Cho nổi rồi. Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi. Thật lòng em không muốn ai phải bối rối. Nhìn anh hạnh phúc nên em đành phải lặng lặng phía xa. Chuyện tình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba. Tránh ai bây giờ tránh bình thôi. Nhìn anh hạnh phúc bên ai càng làm em tan nát lòng. Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa. Điều em lo lắng vẫn cứ luôn xảy ra. Nếu không đổi thay vẫn có ai sống được, vì thiếu mất yêu thương thời gian gì. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người thay đổi. Giờ em chỉ là tên ca, quá khứ anh phải cố xóa trong nước mắt. Bà nói bà làm như là lần đầu tiên ở trong show tôi, là trong show tôi chỉ nói chuyện không hát lần nào hay sao á. Tôi nói nhảm thôi, chứ không bao giờ tôi hát hay sao á. Giờ mệt quá không hát nổi vậy làm sao vậy? Giờ mệt quá rồi không hát nổi vậy làm sao vậy? Lần đầu tiên mà anh Líp vô show em á là em có hát, chứ không phải là em không hát nha anh Líp. Ủa sao anh mập anh tắt cái đèn rồi, tối quá à. Trời ơi tôi làm như là không, làm như là đó giờ chưa bao giờ hát vậy đó. À củ cải hả? Ủa chết rồi. À củ cải hả? Sao nay củ cải lấy nãy củ cải đi ặt của vô của anh Líp, em tưởng là củ ấu chứ phải củ cải đâu. Ý sao cái này nó cứ lớn xíu vậy ta? Không phải đâu, tại vì giờ mình mệt quá mình không hát nổi chứ không phải gì. Hát được cũng hát mà mày giờ không mệt cũng không hát nổi.
Từ đã, cái gì cũng phải từ từ thì cái gì nó mới nhận, cái gì nó cũng nhận được chứ. Từ từ cái tiếng thì nó cứ kêu hoài ra, để bị xíu nha. Mấy bạn ngồi ghế có chừng Mỹ Xỉu hả? Mỹ Xỉu thì có anh được đỡ mẹ mà lo gì. Just for four stars, if it feels right and I'm on my heart, if you feel like then just take away and make it okay. You want us in tone, so we waited. I put on a show, now I make it. You stay on the king, my ego is big. I don't give a shit. And it's life like this. Take me by hands until I know you. Kiss me to the world, drink a show. You got the moon right, Jack. I got the moon right, Jack. I got the moon. Không được rồi, hát bài này không nổi rồi. Thôi bài anh muốn em sống sao cao lắm luôn á. Nãy giờ là mày hát là mày đuổi mem rồi đó. Nãy giờ hát là đuổi mem rồi. I just have sick. Hát bài Thursday Night. Em không biết hát bài đó nha, anh đi đâu rồi, em không hát bài đó, em không biết hát bài đó nha. Không thở được hả? Thật sự là giờ nói cũng không nổi đi, chứ nói gì không thở được. Tại sao cái giọng tôi nó lại kỳ như thế trời? Bà ơi, tôi không có dịch từ nha bà. Tôi hát tiếng Anh đàng hoàng chứ không phải là tiếng Lào đâu mà bà nói tôi dịch. Chào năm tàu nha. Nay tôi giận không nổi rồi, nay tôi cái giọng em tự nhiên nãy giờ nó không nói nổi luôn rồi. Vậy phải chỉnh tông cho nó cao lên, đợi xíu nha, thấy giọng là lạ. Anh ơi mở đèn lên anh ơi. Anh. Giờ mình hát nhép có được. Khổ quá. Khổ quá, bây giờ không hát nổi, bây giờ mở hát nhép có được. Anh nha. Tôi khổ quá mà. Mở nhạc cho các bạn nghe nha. Over the rainbow, why don't you sing a little of Rihanna? Bài này có Rihanna. Just give me a reason. Mỗi bài chỉ biết hát một chút chút thôi chứ không biết hát nhiều. Lip sync hả? Mỗi lip sync rồi chứ giờ hát không nổi nhìn sao giờ. You were a thief, you stole my heart, and I'm your willing team. I let you see the part of me that wasn't on the pretty, and win every tiny step. Now you've been talking in your sleep, things you never say to me. Tell me
đừng nói tiếng Anh nữa, tôi khổ quá mà. Cái show tôi làm như show mấy người sổ tiếng Anh là vậy đó, khổ quá mà. Nè, ông nói nhiều đúng không? Ông nội, ông nói nhiều phải không? Ông nè, ông nói tiếng Anh hả? Hey guys. Hey. Hey cu cu ếch gì kia. Why don't you speak more? Hả? Huh? Tại sao you stop talking rồi ông kia? Ông nghĩ là chỉ có mình ông biết ấn lịch thôi hả? Tôi cũng biết nói tiếng Anh vậy. Nói tiếng Anh chữ có, nói tiếng Anh như dấu chữ khó chữ không chứ bộ. Ờ, mắc cười. Là tôi mở khóa chat cho ông nè, ông đừng có ngồi đó nói tiếng Anh mà đã bắt tôi. Ai biểu hả? Bắt đầu sợ tiếng Anh hả? Trời ơi, thấy người ta không biết tiếng Anh bắt đầu sợ. Thấy người ta không biết tiếng Anh bắt đầu sợ mà ơi. Khổ quá. Vậy Phú chi sao? Em đâu biết hát bài đó đó anh gì ơi. Em đâu biết hát bài đó đâu. Bà Mika đâu, bà Mika bà lạy tôi cái gì hả bà Mika? Còn bà Tú đại ca nữa, bà vô bà nhìn mặt tôi là bà chọi gạch làm sao? Mặt tôi vậy ném hai cục có bể mặt được không? Có hai cục gạch để mày đặt mình đặt chọi chọi. Anh được anh yêu xa ai hả mà anh đòi em hát bài yêu xa? Yêu xa ai hả? Nói chứ cảm ơn Tú đại ca nha. Cảm ơn Tú đại ca đã cho Hoàng Anh hai viên gạch nha. Cảm ơn nha. Sương đã buồn đồng lệ trên phiến lá rất xanh, mà con tim em chưa thôi nhớ anh giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Em nghĩ về từng đêm bình yên đôi được. Anh nghĩ sao mắc hay mắc bài này vậy? Em đã nói với anh là hôm nay em chưa ăn cái gì cả mà anh nghĩ sao anh hay mắc hay mắc bài này vậy? Anh được, trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Cái ông Trần Văn Đực kia, cái tôi quỳ tôi lại ông quá à, tôi khổ. Ông bắt tôi hát bài này là thôi rồi đó, tôi mà có yêu xa tôi bỏ luôn rồi chứ không có hát nữa. Yêu cảm mà nhỏ có gì đâu yêu cảm. Ông Sáu đây em cười vậy, cười nè, tôi ghét ai cười tôi lắm nha. Tôi là tôi ghét ai cười tôi lắm nha. Ví dụ khóc được chứ không bao giờ được cười tôi đâu. Cười đi là tôi khóa mở tiếp gì. Con người kỳ cục. Thấy người ta hát không nổi bắt đầu cười cười. Có gì để cười hả? Mặt tôi để mấy người cười hả? Cười với chả khóc với chả cười đã cười cười tôi cười đẹp muốn chết đấy, tôi còn chưa thèm cười nữa. Người cười đẹp như mình nhưng còn chưa thèm cười đã cười cười. Ai đây, ai mà vô show tôi mình núp lùm đây, ai đây? Lớp ơi, hiện hình lớp ơi, lớp ơi là lớp.
Từ xưa lớp vô lớp không chào mẹ. Ông nào vậy? Ông nào vậy? Vừa mà ông chào tôi khóa mỏ. Bởi vậy có người kia cục mà vô mà không chào. Vô đâu? Well. Vô mệt quá mà ông muốn vô ông quéo rồi tôi mệt đó. Ai làm gì ông mà ông quéo không biết, thiệt con người gì vậy đâu. Kỳ cục. Nói đi mình sao lại quay lại vậy hả ông kia? Anh ca, anh đợi gì nữa anh? Anh đợi gì? Để đuổi hả? Để đuổi phải không? Vô để đợi đuổi đúng không? Để đuổi đúng không? Rồi ông kia ông chào idol xong rồi ông núp tiếp rồi. Vô cái chào em chào cái cho vui hơn cái là núp tiếp. Kiểu này là muốn khóa mỏ luôn mà. Khổ quá mà. Mày khổ quá mấy đứa, mày khổ quá à. Còn Phương Nam nữa, Phương Nam vô mà không nói gì với Mỹ là sao vậy? Nhớ Mỹ ngủ không được chứ. Trời ơi, tôi chưa thấy ông nào mà nói xạo mà không chớp mắt luôn. Hát không? Mỹ bế lên, Mỹ cho ông hát bài nè. Hát không? Ca hát không? Mỹ cho lên hát bài nè. Ai hát không? Mày cho lên hát bài nè, mày đói bụng quá. Mỗi ngày nấm nấm là một niềm vui hả? Lớp ơi, sao mà anh cứ nhìn em hoài vậy lớp? Anh thấy em đẹp quá anh nhìn hả anh? Sao anh cứ nhìn em mà anh không nói gì cả? Chỉ còn gần em một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi là hai giây rồi. Rồi, thánh đĩ đã vô tới room mình rồi. Trời ơi, nghĩa đĩ đã vô tới show của tôi rồi. Trời ơi, chị em tôi vô rồi đó. Ủa sao ông mới vô mà ông biết tôi đói bụng ta ơi. Anh ơi, em đói bụng lắm á. Mỗi ngày em lên show là em đều mang đồ ăn hết. Mà hôm nay em chưa kịp chuẩn bị đồ ăn nên không có gì ăn cả. Hát ơi đặt cho người ta hát. Ai hát đâu, bế lên hát bài nè mấy đứa ơi. Lâu lắm Mỹ mới cho nhường mít cho hát bài lắm. Đứa nào lên hát không? Tôi không nghe hết vậy. À quên, em xin lỗi. Từ lâu nghĩ chi xem chúng ta như hai chị em. Đúng rồi, có lưỡi ai mà có xương đâu. Lưỡi nào mà có xương đâu má. Lưỡi có xương rồi sao nói? Lưỡi có xương, lưỡi là sao nói má? Rồi chị hát hả? Chị muốn hát không? Muốn hát thiệt mới bế lên nha. Hát thiệt mới bế lên nha, hát cái đàng hoàng à. Rồi bế lên nè, chuẩn bị nha, lên nha. Xuống mít đi em. Xuống mít. Đúng là lử không xương mà nhiều đường lắc léo là chỉ có con gái thôi. Thôi giờ hát một bài nha. Nói vậy chứ đói bụng về nhà ăn cơm đi Mỹ ơi. Em diễn hơi bị tốt rồi đó. Chờ xíu nha, mở nhạc đó nha. Yeah, Subway and Nasty Boy Southside Rider 2010. Và đây là một bài hát dành tặng tất cả các anh em tao trên bay.
đây là nghe đẩy setting on the mind. Phong đời nam kỳ wedding in the south side. Đi ra đi cơm mạ gom còn đang quay sáng tối. Khi nào bánh xe mày vẫn còn lăn khắc khao đầu xe còn nhức nhối. Chăm nhớ tim vào xăng vì xe hay thì nên có khói. Bình xăng không thấy cạn dù trong bụng mày có đói. Dân chơi không gặp nạn bởi đừng về đừng có lối. Đến khi bảo thì vô hàng ra đường mà cách nói. Xe không còn kinh vì đã chú cháy và chút ly. Trước khi một câu ập tới toàn bộ tổ lái Bolini nổ máy rồi đèn ba đại khái nước đi. Nhưng mà con cái là đường hẹp mình có thể tốn thêm vài xị. Cái đẹp phía đằng sau toàn bộ chân dài và tới nách. Để đưa con nhỏng lên trời cho cuộc đời thiên hóa mắt. Mắt tiên tàng tỏ sáng sáng đẹp nhất đêm nay. Khi đi lượn đường Nguyễn Trãi mà xe đẹp nhất chứ không ai. Đường sáng thẳng cây. Sài Gòn khi về đêm là thế giới của nghe đẩy. Tiếng động cơ ngoài dịp giấc ngủ khiến màn đêm thật ảo. Đi theo lúc số lượng đông gọi lâm na là đèn bảo. Nếu mày thích tốc độ cao theo tụi tao là hoàn hảo. Nhìn phía trước cho tới đằng sau khi xung quanh là sao vây rồi. Xe cứ lướt và chạy đặc mau khung cảnh vai mờ. Thích thì xuống phố và lượn quanh đây đó. Đi mây lướt gió và nhìn Sài Gòn về đêm. Ngắm mấy em mang đốc tờ mà quật cục tới Hán. Đi từng đêm chơi tới sáng cũng vì đam mê tôi. Số lượng xe lên tới ngàn chúng mày nghĩ sao. Gặp Bobo không có ngán bởi vì đam mê. Từ Nam Kỳ đến Điện Biên vòng qua khu Thăng Đa. Hơn ngàn chiếc xe trên đường khiến người dân tránh xa. Ở trong đò muốn tàu ép tao khuyên mày nên đốt nhang. Nếu chẳng may mày gặp hình thì một cước là đớt xe. Bài hát các bạn đang nghe là Khi Tao Lượn nha. Được phát trực tiếp tại website nghĩa đẩy.info nha. Mày bước vào trong đây nghĩa cho mày thấy những điều tuyệt nhất. Thăm nhân có tuyệt nhất, nghe thứ nhạc tuyệt nhất, hút thứ cô tuyệt nhất, chơi những em tuyệt nhất. Khi mày có tiền để chơi thì cái kiểu gì cũng là tuyệt nhất. Hành sự thì ít, ăn theo thì nhiều. Sậu lộn mà đéo có lương, đeo hiệu sao cứ thích làm liều. Mày núp như con chó nhưng mày vẫn không biết điều. Bước ra đường ngồi hát chiếc lính cứ mơ miệng thích tiền chiều. Dân đồn hai máy nóng, nó thiệt nghĩa không ngại. Chơi lớn nghĩa này hại bị gõ đừng lên đặt. Và đừng đó rất là dạy đúp bơi cái là tắt tài. Cách chơi mày bị dắt tại sao để tao nói ngoài. Chạy nhanh không phải ngầu, chạy nhanh để ăn đầu. Chạy nhanh không phải là màu, chạy nhanh để gãy sầu. Văn này sợi cái cáo với đuôi đá số. Gắn và lập thiên bồng mình may nếu không cắn nặng là quá cố. Bài hát các bạn đang nghe là bài Khi Tao Lượn, được phát trực tiếp tại website nghĩa đẩy.info nha các bạn. Rồi nghĩa đẩy.info hết hết giờ chứ nghĩa đẩy thể hiện rồi. Hết giờ chứ nghĩa đẩy thể hiện rồi. Bây giờ là sân khấu của Mỹ. Giờ là sân khấu của Mỹ nha. Rồi, nghĩa đẩy nghe Mỹ ráp nè. Nghĩa đẩy nghe Mỹ ráp nè, bắt đầu thánh lên rồi đúng rồi đó. Để xem nha, mấy mình chọn xem mà nghĩa đĩ bây giờ với lại Mỹ xem ai rất hay hơn nha. Đây là Hoàng Anh, Sweeping on the Mind. From the Nam Kỳ, rất hay xem cùng Soul Side. Đi ID cầm hạ đôn, còn đang quay sáng. Cho khi nào bánh xe mình vẫn còn là khát khao đồ xe. Còn nhức nhối, trông nhớt theo bình xăng vì xe hai thì nên có khói. Bình xăng không thể cạn dù cho bụng mẹ có đói. Nhưng chơi không gặp nạn vì đường về đều có lối. Đến khi đi bão thì giao hàng nhưng bất làng mình kết nối. Xe không còn xin vì đã số trái và chích ly. Trước khi bầu cơ ập tới toàn bộ tàu lái Molini. Đổ máy rồi đề ba đại khái vài cái lướt đi. Nhưng mà một cái là đường hẹp nên có thể tốn thêm vài xị. Cái đẹp phía đằng sau toàn bộ chân dài và tính nách. Để mong nhỏng lên trời cho cuộc đời thêm phá. Các mắt thiên thần tỏa sáng sáng đẹp nhất. Đêm nay đến khi đi lượt ở Nguyễn Trãi mình sẽ đẹp nhất chứ không ai. Oh.
Gòn khi về đêm là thế giới của Hoàng Anh. Tiếng đồng câu hòa nhịp giấc ngủ khiến màn đêm thật ảo đi theo tốt. Số lượng đầu gọi nôm na là đoàn báo. Nếu nghĩa thích tốc độ cao theo Hoàng Anh là hoàn hảo. Từ phía trước cho tới đằng sau đi xung quanh là sau xe rider. Xe cơ lướt và chạy thật mau không cần phai mờ. Thích thì đi xuống phố và lượn quanh đây đó. Đi mây lướt gió bay nhìn Sài Gòn về đêm ngắm Hoàng Anh. Trên nóc tờ mặc quần cục tế hát. Đi từ đêm giờ tới sáng chỉ vì đam mê thôi. Số lượng xe lên tới ngàn chứ nghĩa nghĩ sao. Gặp cô gồ không có ngán chỉ vì đam mê. Từ Nam Kỳ cho tới Điện Biên vòng qua khu Thanh Đa. Hơn cả ngàn chiếc xe trên đường khiến người dân trắng xa ở trong đoàn. Muốn tặng để em khuyên anh nên bớt nha. Nếu chẳng may anh gặp hình thì một cước là rớt xe. Nói đùa chứ phải nói là anh Nghĩa đọc rap rất là hay. Nên các bạn cho anh Nghĩa một tràng vỗ tay nè. Nói giỡn chứ hả? Mỹ mà không có phần rên là Mỹ thua ổng chắc rồi. Nhưng mà tại vì Mỹ rên nên Mỹ sẽ thắng ổng. Tại vì Mỹ biết là trong đây con trai rất là nhiều. Nên Mỹ rên là Mỹ sẽ thắng. Mỹ cứ rên là Mỹ thắng. Rồi con mẹ thèm thịt idol nó đã vô rồi. Trời ơi. Bánh bèo là vừa về đòi em hết anh ơi. Nghĩa ba đơn mà làm sao mà bánh bèo nó mê Nghĩa được. Nghĩa kỳ cục quá. Sống chậm lại thân khác đi ạ. Dạ không ạ. Thôi cái ông cướp quần idol ông vô rồi bà con ơi. Tôi chuẩn bị tôi nhìn ổng là tôi biết là ông chuẩn bị ông cướp quần tôi rồi đó. Không có rên nha. Nó giỡn chứ rên gì rên hoài. Sức đầu rên của ai làm gì mình đầu rên. Khổ quá có ai làm gì mình đầu rên. Đang nhìn xuống coi. Không còn quần nữa. Nói đùa chứ. Trời ơi nay tôi mặc váy mà bởi vậy không có quần là đúng rồi. Mặc váy mà sao có quần được. Mấy ba ai làm gì mấy ba đâu mà nhiều nước quá thiệt. Con người gì đâu kỳ cục vợ. Ai làm gì đâu mà nhiều nước. Nước là phải làm nó mới ra. Đùa thôi mà cứ nhảy không á. Rồi tưởng cướp quần idol là ai hóa ra là ông ca. Tưởng ai đẹp trai khoai to hóa ra ông ca. Tôi tưởng trai đẹp vô bơi. Bây giờ tưởng trai đẹp mời hóa ra ông ca. Đùa thôi. Ở bụng quá, còn 5 phút nữa đó. Đừng khuyết nữa hả? Không, máy mày đó đâu. Nghĩa ơi. Đĩ ơi đĩ à. Đĩ ơi. Đĩ ơi đĩ. Anh Hiếu. Đúng là đó đó. Anh Hiếu mặc đó. Nghĩa ơi, Nghĩa có muốn lên rap bài nào nữa không? Trời thấy tôi đẹp quá mà bắt đầu khoe nó ơi. Rồi tôi biết tôi đẹp mà. Rồi nha. Hết thù rồi hả? Rồi bây giờ em sẽ hát tặng anh Nghĩa một bài nha. Để tỏ lòng thành kính phân u thì em sẽ hát tặng cho anh Nghĩa một bài. Nha. Thành kính phân u tặng anh Nghĩa một bài nha. Rồi hả? Được chưa? I'm so say I think I'm you. Hey my boy is my word as right. Em không phải là Shakespeare. Biết những chuyện tình lãng mạn. Em không phải là
là cường núi, có những chiếc xe hạng sang, nhưng em có một trái tim và bây giờ anh lấy mất. Nên bây giờ em quyết định là cả cuộc đời này cho anh tất. Đừng có hỏi là tại sao càng ngày em cái anh càng nặng, vì đối với em cả thế giới làm sao để được lên bàn cơm. Nếu mà nói theo kiểu nhanh nhở thì đối với anh là em chết mê rồi, đâu cần phải tới rượu hay đang nghĩ tới anh là bắt đầu mê rồi. Nói thật đó thiệt rồi, em nghĩ anh yêu em chắc luôn, có thể đọc bài tán tỉnh một cách lưu loát mà không cần nhắc tù. Không cần nghĩ em rất buồn, như điện thoại bị tắt nguồn, những yếu tố đó cũng lại khẳng định một điều em yêu nghĩa chắc luôn. Nếu tận con mẹ nó thế thì vẫn yêu con mẹ nó anh. Bài nhạc khiến em tới ghế nhưng em cẩn thận con mẹ nó xem. Bài nhạc nghe thì đơn giản nhưng vẫn làm em tốn công hao lực vì cái biết trên máy này. Thôi anh em khó quá, bỏ qua đi anh. Em biết là anh BD mà, anh không cần phải nói đâu. Em biết là anh BD mà. Nói đùa thôi, nói đùa thôi chứ anh nghĩ không có BD nha. Bạn trai của anh nghĩ mới BD. Em nói là anh nghĩ không có BD nha, bạn trai của anh nghĩ mới là BD. Đừng có ai nói ổng BD, tội nghiệp ổng. Tội quá mà. Rồi, ông im luôn rồi, ông sợ tôi, ông im luôn rồi bà con. Im luôn rồi. Im luôn rồi. Ông này sao ông cười hoài vậy trời. Nói chưa hả, mấy em gái trong rừng đó anh bê đê nhào vào. Nhào vào làm gì? Nhào vào mất công anh lại giành váy ngủ của anh ta nó rồi sao? Hả? Anh Nghĩa, nhào vào mất công anh giành váy ngủ của anh ta rồi hả? Ai bắt đền cho em? Từ từ đã. Ô, hôm nay là em sao sâu sâu cuối cùng hả ta? Nhào vào hai gạch đừng nghĩ mà nữa. Biết hai gạch là gì không? Hai gạch là tại vì hả? Anh giành váy ngủ của anh ta nên ta cầm hai cục gạch ta chọi anh á. Mày đặt hai gạch cái gì mà hai gạch? Tại ông giành váy ngủ của anh ta nên ta lấy hai gạch ta chọi ông đó. Còn cái bà mà hả? Nói bạn đó bà nha tôi. Anh ơi quản trị viên ơi, không khóa chắc là em khóa. Đó, tôi nói rồi, ai biểu nói bậy nói bạ là tôi khóa ráng chịu. Nói chứ hết show rồi. Hết show rồi, giả show cho. Ủa, nay còn ai show rồi xong ta, như hết rồi đúng không? Đi coi đã. Mỹ đâu có nói bậy đâu, nãy giờ Mỹ nói bậy cái gì? Bye bye. Ơi, em chưa xuống mà anh xanh đuổi em và anh lớp kìa. Hết show rồi, hết show rồi. Sao em chưa xuống mà anh đuổi em hả? Người ta nói là chạy nước, bà nói thêm giờ mà. Vậy là sao chị số cuối cùng rồi hả? Ok rồi, hết rồi rồi, chắc là phải trả room cho cái room của người khác thôi. Rồi ở đây là theo dõi nha, bấm theo dõi là biết lịch show của Mỹ nè. Còn ở đây là Facebook nha, có dạng Facebook của Mỹ nè. Giờ này Mỹ hơi mệt nên xin lỗi các bạn ngày hôm nay đã không quẩy được, không để đáp ứng được cho những cái người, cho những cái bạn mà yêu cầu Mỹ hát nha. Còn ở đây là Hoa nè, các bạn lên Hoa cho Mỹ nha. Ok, bye bye các bạn nè. Bye.